giả luôn là một vấn đề nan giải. Trên thực tế, người ta ước tính rằng gần 10% doanh số bán dược phẩm toàn cầu liên quan đến việc lưu hành thuốc giả. Đặc biệt, sự xuất hiện của các hiệu thuốc trực tuyến đã kéo theo sự gia tăng của các loại thuốc giả lưu hành trên thị trường. Mọi người có thể thấy hiệu thuốc trực tuyến thuận tiện và hiệu quả hơn để mua thuốc. Nhưng nhiều công ty trong số này hoạt động bất hợp pháp. Nhiều loại thuốc họ bán là giả hoặc kém tinh khiết hơn các chất được quản lý, ví dụ. Chúng có thể chứa các tạp chất không tốt cho sức khỏe con người. Các công ty dược phẩm có nhiều cách khác nhau để bảo toàn tính toàn vẹn của dược phẩm của họ và đảm bảo những dược phẩm thật đang được phân phối. Điều này bao gồm các tính năng như mã vạch cho phép mọi người xác nhận nguồn gốc của thuốc. Nhưng người tiêu dùng những loại thuốc này, đặc biệt là những người mua sắm hiệu thuốc trực tuyến, không có sẵn các công cụ như vậy. Nghiên cứu mới được công bố trên ACS Central Science vạch ra nỗ lực tạo ra một công cụ như vậy cho người tiêu dùng để giúp phát hiện và tránh các sản phẩm giả mạo. Thẻ lụa huỳnh quang, công cụ được đề cập được làm bằng protein tơ và được thiết kế để bôi trực tiếp vào viên thuốc hoặc thêm vào thuốc dạng lỏng. Cụ thể, các thẻ sử dụng protein từ tằm được gọi là fibroid và một protein có màu đính kèm. Các protein có màu tạo ra một mô hình giống như lưới. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã làm việc với một nhóm ứng dụng để thiết kế thứ gì đó có thể quét mẫu protein tơ trong một dung dịch, tải thông tin lên một thuật toán và tạo thông tin cho người tiêu dùng về loại thuốc họ sắp dùng. Các công cụ tương tự đã được phát triển trong quá khứ. Nhưng các vật liệu được sử dụng để tạo mã theo dõi thường không được con người coi là an toàn hoặc có thể ăn được. Lụa được chọn làm vật liệu mới vì nó là chất hữu cơ, có thể ăn được và khá an toàn. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra protein tơ trong các enzyme tiêu hóa và phát hiện ra rằng cơ thể dễ tiêu hóa tơ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!